Hello các bạn, bây giờ Duy tới cái khu vực ngã tư này là khu vực của huyện thị trấn Cờ Đỏ, nhưng mà giờ mình không biết đi Cần Thơ đi hướng nào nha, để mình hỏi chú ơi, cho con hỏi đi Cần Thơ đi hướng nào chú? Dạ đây các bạn. Đó, trước mặt Duy là chợ Cờ Đỏ ha. Thì bây giờ Duy đi vào bên trong, Duy review lại, có thể là Duy review phía bên ngoài chợ Cờ Đỏ cho các bạn xem nha. Duy làm một cái clip này để muốn giới thiệu cho những anh chị em, bạn nào mà người đã từng sống ở khu vực Cờ Đỏ mà bây giờ các bạn đi làm ăn xa ha, thì các bạn vào xem clip Duy để nhớ lại những cái giây phút ngày xưa mình từng sống ở đây ha. Wow, hai bên luôn. Đó, bên phải thì nhà lồng 2 bách hóa tổng hợp ha, còn bên trái nhà lồng 1, nhà lồng 1 rau quả thực phẩm. Thì bây giờ là Duy sẽ chạy bên cái nhà lồng 1 rau quả thực phẩm trước cho các bạn xem. Đây, nhà lồng 1 rau quả thực phẩm ha. Rồi Duy sẽ đi vòng một vòng cho các bạn xem nha. Ở góc đây có quán cà phê Góc Phố Kem ha. Đây, chợ Cờ Đỏ lớn nha các bạn, nhìn thấy hai ba cái nhà lồng là thấy là lớn này ha, cũng như chợ thị xã Hà Tiên ha. Máy đang quay không em? Đây, khu vực này bán rau quả thực phẩm nè, cũng là rõ ràng luôn, rau quả thực phẩm luôn. Rồi phút sau này là khu vực bán thịt heo, bán cá rồi ha. Khu vực cá thịt thì là luôn luôn lúc nào cũng nằm ở phút sau, gần gần mấy sông cái gì ha. Nhưng mà nhìn cái tướng, cái bộ đường xe chạy không được hay sao á. Rồi Duy cố gắng Duy review cho các bạn xem luôn. Đó, có cá gì, có cá nó chưa, đủ loại cá ha. Cảm ơn chị, em quên phim nha chị. Dạ, đây có cá đồng biến quá nhiều vào. Ở đây là sau lưng nhà lồng 1 rau quả thực phẩm nè. Wow, ở lúc sau này đường đá người ta làm chưa xong. Đây, con đường này là đường số 12 nha quý vị. Đó, mấy anh mấy chị rau ăn. Rồi Duy xin phép Duy đi xuyên vô nhà lồng một cái cho quý vị xem nha. Nhiều khi quý vị xem biết đâu có thấy những người bán bên đây là bà con mình, người thân của mình bán đây ha. Wow, cá đẹp quá quý vị ơi. À, bên đây là cá siêu tổng nè ha. Chạy lên luôn. Rồi còn mấy tờ 30 luôn anh mấy chú ơi. À, khu này là bán đồ hải sản ha. Trong cái phòng nhỏ có cá khê đồng các bạn, quá đẹp luôn. Nhìn đây ha. Có cá cơm. Yeah.
trung tâm chợ Cờ Đỏ nha quý vị. Đây là nhà lồng 1 nha, nơi bán rau quả cá thịt ha. Rồi bây giờ là Duy rời xa cái trung tâm chợ thị trấn Cờ Đỏ mà rời xa cái nhà lồng 1. Duy đã đi một vòng chợ thị trấn Cờ Đỏ rồi hả quý vị ha. À, từ nhà lồng 1 cho tới nhà lồng 2, bây giờ Duy chia tay trung tâm thương mại thị trấn Cờ Đỏ và Duy hẹn các bạn sẽ đến một ngôi chợ khác, Duy sẽ review cho các bạn xem nha. Bye bye chợ Cờ Đỏ nha. Rồi chúng ta đi tiếp. Wow, mà bây giờ hồi nãy thì anh kia anh chị là đi thẳng hết cái con đường hai chiều này thì phải phải không? Cho anh hỏi thăm đi về Cần Thơ đi hướng này anh. Hướng này dễ hơn. Dạ. Yeah. À đi hướng này gần hơn hả? Cái này đâm tới ngã ba Thái Lai, rẽ trái chạy ra tới một. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ dạ. Bây giờ mình đi cái đường gần hơn nha các bạn.
tỉnh lộ 921. Còn đây là cái tỉnh lộ gì? Đi coi cái cà phê này, cà phê võng, cà phê sân vườn Thiện Trí. Ở đây là xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Rồi, ok. Vào đây uống cà phê.